Những ngày này, trên khắp các tuyến phố của thủ đô luôn rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pano, áp phích kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội, kỷ niệm 66 năm giải phóng thủ đô và chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, nhiều hạng mục trang trí đã cơ bản được hoàn thành nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân chào đón các ngày hội lớn của thủ đô. Điểm nhấn của phố đi bộ Hồ Gươm đó là tạo hình đôi rồng thời Lý, nhiều mô hình và các hình khối với những thông tin lịch sử của các triều đại và chiếu rời đô của vua Lý Thái Tổ được dựng lên ven hồ. Khu vực này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân đến tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu lịch sử. Bác ấn tượng nhất là bây giờ các biểu tượng là rất là rực rỡ và hoành tráng. Cái thứ hai là cái phố đi bộ bây giờ rất là đẹp so với trước rất nhiều. Tôi ngẫm nghĩ từng câu, từng dòng, từng chữ chiếu rời đô, thấy là vua Lý Thái Tổ quả là một cái người vô cùng sáng suốt. Từ cái nhận định của thế giới, thấy được quá những cái vấn đề gì, chỉ đối chiếu lại với đất nước mình và có một cái quyết định vô cùng sáng suốt. 1010 năm trước, Lý Công Uẩn ban chiếu rời đô về Thăng Long. Đây được xem là quyết định lịch sử. Đến nay, trải qua hơn 10 thế kỷ, Thăng Long Hà Nội vẫn không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước. Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của mảnh đất văn hiến trong suốt 1010 năm lịch sử. Hành trình vươn lên mạnh mẽ của thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo.